sớm để di chuyển ra phía sau. Viết vị. Marcus Llorente Moreno. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Goretzka. Wow. Trọng tài đã có một quyết định chính xác. Lucas Hernandez. Ferland Mendy. Viết vị, đó là quyết định của trọng tài biên. Có vẻ ông ta đã thấy được rất rõ ràng. Varane. Có cơ hội ngay bây giờ. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Goretzka. Từ vị trí này, có lẽ họ sẽ làm được điều gì đó trước khung thành từ pha đến bên này. Kai Havertz. Chuyền bóng lại thành công. Cơ hội. Marcus Llorente Moreno. Và viết vị, trận đấu dừng lại sau khi trọng tài thổi còi và bất ngờ. Thiago. Lucas Hernandez. Marcus Llorente Moreno. Ronaldo, biệt vị rồi, rất đáng tiếc. Nếu không đó sẽ là một tình huống đe dọa khung thành đối phương. Có thể tạt bóng. Sút. Sóng gió tan hơi trôi qua. Rất kinh nghiệm. Đó là cách mà người ấy lấy được bóng rất tốt. Thủ môn đã bắt được bóng. Sẽ có phản góc. Nguy hiểm. Vào đi. Cần phải tắt ngay. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Lucas Hernandez. Cơ hội từ đường truyền. Varane. Và đây sẽ là một quả ném biên. Đá phạt. Vâng, đây không phải là khoảng cách 10 mét. Denzel Dumfries. Đường chuyền xuất sắc. Thủ môn đã bắt rất tốt. Tuyệt vời. Đây là khoảnh khắc có thể thay đổi trận đấu. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Tát rồi. Phòng ngự rất tốt. Sút. Wow. Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Họ thực sự hạnh phúc khi bàn vào lưới trước hiệp một kết thúc. Vâng, nhiệm vụ của đội bóng hiện tại là cố gắng và tiếp tục giữ vững tỷ số sau giờ nghỉ giải lao.
Tỷ số được mở 1-0. Anh ấy có thể sút. Quá tuyệt vời, trận đấu đã quay về và xuất phát. Một tình huống rất khó và anh ta đã làm rất tốt. Đây là một thắng tuyệt đẹp. Anh ta có rất nhiều sự tinh tế trong pha dứt điểm này và luôn tạo ra áp lực lên hậu vệ đối phương. Cả hai đội đều đã có bàn thắng, tỷ số là 1-1. Vừa thổi còi cho hiệp 2, trận đấu bắt đầu ở Wembley. Valencia, Goretzka bật tường. Goretzka, Ferland Mendy. Có thể thả bóng ngay bây giờ. Goretzka. Antonio Rüdiger. Rất nhiều đường chuyền. Nhưng mà họ đã vươn lên rất tiếc. Đối với những đội bóng cửa dưới, khoảnh khắc như vậy là rất hiếm. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời. Những gì họ nên làm là bình tĩnh lại ngay bây giờ và bảo toàn tỷ số. Chắc chắn rằng họ sẽ không cho đối phương cơ hội ghi bàn. Một lần nữa tỷ số đang là 2-1. Chúng ta đã thi đấu được 1 giờ đồng hồ, vẫn còn 3 phút để thi đấu. Chúng ta xác định đó là một quả ném biên. Một phản ứng rất nhanh của người ném biên, trận đấu lại tiếp tục. Họ đã mất quyền kiểm soát một lần nữa. Đây là một pha bóng tốt. Anh ta đã bắt được bóng. Arno Gunneven. Ferland Mendy. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Và đây là cú sút. Bàn thắng cân bằng tỷ số có thể đánh dấu một bước ngoặt thực sự của trận đấu. Vâng, đây là anh chàng đội trưởng, một pha ghi bàn mẫu mực. Anh ấy vừa xuất hiện bất ngờ tại thời điểm đó và anh ấy đã làm được điều đó nhiều hơn một lần trong sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ này. Tỷ số trận đấu được cân bằng một lần nữa, cứ như là tàu lượn siêu tốc vậy. Thiago bật tường. Kai Havertz. Tati. Gruneven. Họ đã thi đấu rất hiệu quả và chắc chắn. Và họ đang cố gắng để mình vươn lên dẫn đầu. Varane. Goretzka.
Denzel Dumfries. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát. Marcos Llorente Moreno. Valencia. Varane. Không còn quá nhiều thời gian, nhưng vẫn còn bàn thắng quyết định mà đội bóng đã cố gắng. Goretzka. Trọng tài đã nhìn đồng hồ. Ồ, anh ta đã chuyền đội bóng. Như vậy là chàng tiền đạo đã không thể đi vào thế này. Yeah, như vào tấn công vừa rồi khá tốt đấy chứ. Đã bị chặn bởi Valencia rất tốt. Tình huống tấn công rất hay. Phản công không. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Thật dễ dàng cho thủ môn. David Beckham. Không ai ngăn cản. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Lấy bóng bằng pha can thiệp rất tốt. Một pha thắt bóng mạnh mẽ ngay từ bên dọc và sau đây là pha ném biên. Họ có khoảng trống ở cánh, đây là cơ hội để họ tấn công. David Beckham. Pha biểu diễn đường chuyền đó thật tuyệt vời. Matic. Casemiro.
Cristiano. Rất tốt. Bóng rất tốt. Cái chuyển nhà ra ngoài nhưng vẫn có bàn thắng. Vâng. Chúng tôi nhìn thấy bóng sắp cuộc và đi vào lưới. Vẫn là bóng cuộc này. Ồ, thủ môn nghĩ cuộc gặp sẽ cản phá. Rất tiếc là bóng đã bay vào lưới. Một khởi đầu rất tốt. Tỷ số đang là 1-0. Ôi, bóng đã được giữ lại. Vẫn còn nguy hiểm. Họ đã kiểm soát bóng với pha đánh đầu đó. Sút. Đó là pha cản bóng thân sâu. Một quả phạt góc rõ ràng. Nguy hiểm. Ronaldo về vị rồi. Rất đáng tiếc. Nếu không đó sẽ là một tình huống đe dọa khung thành đối phương. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Matic. Marcus. Đã có kết quả vang lên. Tuy nhiên thật khó để xác định xem anh tài vì thế chuyền. Vâng, rất nhạy cảm bởi anh biết đấy. Nếu cơ của sự tài viên không được căng lên thì đó chắc chắn là một cơ hội ghi bàn. Casemiro bật đường. Họ đã thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Tình huống lấy bóng của Varane. Marcus Llorente Moreno. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Cần phải tắt ngay. Rất kỹ thuật, một cú tâng bóng đúng thời điểm. Vâng, nếu tỷ số được nới rộng ra, nhiều có thể sẽ khả năng hơn trong việc khi chuyển đối đá của mình. Đó là một cơ hội rất tốt rồi. Có lẽ chúng ta sẽ không thể tìm kiếm một cơ hội tốt hơn. Ronaldo. Như vậy là sẽ có một quả phạt đền ngay bây giờ. Đây thật sự là một cơ hội tuyệt vời dành cho họ nếu như muốn gia tăng cách biệt. Đúng vậy, trận đấu này căng thẳng đến nghẹt thở. Nhưng nếu dẫn trước hai bàn cách biệt thì họ sẽ có thể thi đấu trên cơ đối thủ của mình. Cú đá penalty quá tốt, không có cơ hội nào cho thủ môn. Gia tăng khoảng cách lên thành 2-0. Casemiro. Matic. Tăng tốc. Anh ta đã thoát xuống rồi. Ồ, như vậy là trọng tài viên đã căng cửa. Tôi cho rằng đội ngũ trọng tài đã đúng trong tình huống này. Ronaldo.
đá phạt. Sút. Vâng, anh ấy đã dứt điểm thất bại. Anh ấy đã làm chủ trận đấu chỉ bằng những đường truyền của mình. Edic. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Một cú xoạc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Truyền rất mượt, như thể họ có mối liên kết và dễ dàng tìm thấy nhau trên sân vậy. Đây là một cơ hội khác. Sút đi. Ghi bàn. Đó là một thắng. Một dấu hiệu quan trọng giúp cho thế trận của đội bóng tốt hơn. Với tỷ số 3-0 hiện tại, họ cảm thấy rất thoải mái ngay lúc này. Anh ấy đã lấy bóng bằng một pha can thiệp rất tốt. Goretzka. Một quả ném biên. Anh nhìn đồng hồ, chỉ còn 3 phút thi đấu. Ronaldo. David Beckham. 3 minutes of added time. Goretzka. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khung giữa sân. Casemiro. David Beckham. Đây là một khởi đầu tuyệt vời. Họ đã có một bàn mở tỷ số chỉ sau pha dứt điểm đầu tiên. Tỷ số được mở 1-0. Ronaldo. Thank you.
và đập bóng từ thủ môn. Thật gọn gàng. À, anh ấy đã bỏ lỡ mục tiêu. Denzel Dumfries. Cần phải tắt ngay. Ronaldo. Essien. It sound right, boy. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Henrique Tavares. Benzema. Và Việt Vị trận đấu dừng lại sau khi trọng tài thổi còi và phất cờ. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Essien. Anh ấy đã có đội bóng, đã có tiếng còi vang lên. Tuy nhiên thật khó để xác định xem anh ta bị điểm hay chưa. Vâng, rất nhạy cảm bởi anh biết đấy. Nếu cờ của trọng tài viên không được căng lên thì đó chắc chắn là một cơ hội ghi bàn. Có thể là bóng ngay bây giờ. Đó là một pha điều diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Cú chọc bóng rất tốt bởi hậu vệ, nhưng đó lại là một quả phạt góc. Quá bóng, nguy hiểm đã qua. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Đã có một tình huống tuyệt vị. Vâng, một tình huống tuyệt vị khá rõ ràng. Có thể thấy trọng tài chính và vị trợ lý của ông ta đã phối hợp rất tốt trong tình huống này. Anh ta nhìn thấy đồng đội của mình và anh ta có đủ kỹ thuật cũng như tầm nhìn để tung ra đường truyền đảo cánh đấy. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Một cú sọ bóng rất mạnh và là cái đội bóng. Bóng đã ra ngoài, một đường truyền có ý đồ nhưng không thật sự tốt. Ronaldo. Và đó là một quả đánh đầu. Đúng rồi. Thời gian nghỉ giờ của trận đấu này là 3 phút. Không ai ngăn cản. Chấp nhận một pha phạt góc. Và anh ta đã giữ được bóng sau pha không chiến đó. Những pha và đây là cú sút. Bàn thắng tuyệt vời đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Lại một lần nữa họ đã cân bằng tỷ số một cách thật bất ngờ và họ xứng đáng điều đó. Ngay lập tức đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-0. Cả hai đội đã chơi khá. Hiệp 2 trận đấu tại Old Trafford xin được bắt đầu. Benzema. Henrique Tavares.
Theo Hernandez, Essien. Về vạch xuất phát, tỷ số là 2-2. Chuyền bóng lại thành công. Ronaldo không cần phải vội. Đường chuyền quá thông minh. Và đó sẽ là quả phát bóng lên. Theo Hernandez. Denzel Dumfries. Goretzka. Pha di chuyển cực kỳ thông minh của Cristiano Ronaldo. Vào rồi, tỷ số trận đấu đã mở. Wow, đây là anh chàng đội trưởng đội phản công mẫu mực. Yeah, anh ấy vừa xuất hiện bất ngờ tại thời điểm đó và anh đã làm được điều đó nhiều hơn một lần trong sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ này. Vâng, chúng ta có thể hiểu được vì sao anh ấy và đồng đội đã mừng thắng như vậy. Đây là bàn thắng rất quan trọng. Đường chuyền xuất sắc. Valencia vừa có pha phóng lên. Denzel Dumfries. Tất cả mọi cầu thủ đều muốn nắm được quả bóng. Không có gì là khó hiểu cả. Họ đang có những đường chuyền bóng rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Denzel Dumfries. Cắt ngang rồi. Sút. Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Anh sẽ không bao giờ tin được là cầu thủ nào có được một pha di chuyển đẹp như vậy đâu anh Tuấn ạ. Không thể tin được. Đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Trận đấu sẽ có thêm một bàn thắng, tỷ số bây giờ là 4-2.
Ashraf Hakimi. Tuyệt vời thì có được bàn thắng. Hãy xem lại bàn thắng này. Đó là cú đánh đầu cực kỳ hiểm hóc. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Phối hợp rất tốt. Tạt bóng đi. Vâng, họ chỉ có thể dừng lại và nhìn chằm chằm bởi vì anh ta là một trong những cầu thủ nhanh nhất trên sân, một trong những tiền đạo tốt nhất. Tỷ số được đưa lên 2-0. Goretzka nguy hiểm. Sút đi. Wow! Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Về lại xuất phát, tỷ số đang là 2-1. Một hai và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Marcos Llorente Moreno. Goretzka. Denzel Dumfries. Varane. Marcos Llorente Moreno. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Một pha tác bóng mạnh mẽ, ngay được bên dọc. Và sau đây là pha ném biên. Michael Ballack. Ashraf Hakimi. Goretzka. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Valencia. Catona. Nên thử sút ngay bây giờ. Chạy cột rồi. Sergio Ramos. Toni Kroos. Ronaldo. Tati. Hãy cùng xem các thủ đối phó thế nào với tình huống này. Marcos Llorente Moreno. Catona. Có thể dứt điểm ngay. Vâng, rất đáng tiếc, một cơ hội tuyệt vời để đưa trận đấu trở về với vị xuất phát.
Hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu chính thức bắt đầu. Katona. Varane. Goretzka. Một pha chuyền qua chuyền lại giữa hai cầu thủ. Các bóng vào đi. Và ngăn chặn tuyệt vời. Bóng đã lăn qua đường biên dưới sân. Xe cũng phải lót. Pha bóng thể hiện sự cẩn trọng theo phòng ngự. Hãy thử tăng bóng nhưng đừng quá cao. Chuyền bóng lại thành công. Đó là một quả đá biên. Goretzka. Varane. Không ai ngăn cản. Varane vừa có pha phóng lên. Và anh ta đã giữ được bóng sau pha không chiến đó. Và bây giờ là một quả ném biên. Ronaldo. Eden Hazard. Một cú sọc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Ronaldo. Chuyền bóng lại. Ashraf Hakimi. Ronaldo. Toni Kroos. Michael Ballack. Một quả ném biên. Có thể tạt bóng. Cơ hội là đây. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Nguy hiểm. Phòng ngự rất tốt. Pha bóng tốt. Varane vừa có pha phóng lên. Marcos Llorente Moreno. Denzel Dumfries. Rất khó khăn cho cầu thủ. Cần phải tắt ngay. Những đường truyền nhằm kéo giãn đội hình trung phong. Bóng như đang khiêu vũ giữa những đôi chân vậy. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Ronaldo. Cần phải rút thêm một chiếc thẻ vàng. Varane vừa có pha phóng lên. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Không cần phải vội vàng trong tình huống này. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Varane.
Goretzka. Ronaldo. Varane. Nguy hiểm. Cơ hội. Và bật bóng dễ dàng của thủ môn. Denzel Dumfries. Katoda. Ronaldo. Rất tốt. Pepe vừa có pha phóng lên. Và sẽ có một quả ném biên ở đây. Marcos Llorente Moreno. Goretzka. Marcos Llorente Moreno. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ tra được vào bóng. Denzel Dumfries. Một pha chuyền qua chuyền lại giữa hai cầu thủ. Varane. Goretzka. Ronaldo. Đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm mạnh. Varane. Denzel Dumfries. Marcos Llorente Moreno. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Đây rồi. Phối hợp rất tốt. Và anh ấy đã lấy bóng bằng pha can thiệp rất tốt. Chỉ cần một cú tấn bóng để qua đó. Valencia. Vứt bóng trong vòng cấm. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Rất căng thẳng. Bóng này có thể thay đổi cục diện trận đấu. Varane. Bóng đá bật trở lại từ sân hàng. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên. Không ai ngăn cản. Marcos Llorente Moreno. Bên phải có người. Hiệp 2 của trận đấu ở Anfield xin được bắt đầu. Denzel Dumfries. Ronaldo. Rất nhanh. Sút. Một tình huống phản công rất sắc sảo. Rất tiếc
là không có thắng được gì. Vâng, một lượng phản công tuyệt vời nhưng không được điểm đáng, rất đáng tiếc. Ronaldo. Nguy hiểm, thế đã để mất bóng. Sút vào. Đó là ma phản công sắc bén, bàn thắng cũng tuyệt đẹp. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Về bóng vào. Ồ, thật dễ dàng như thủ môn. PP. Sút đi. Đây rồi, bàn thắng. Cả đội đã không bỏ cuộc, hai đều. Tôi nghĩ trận đấu bắt đầu hấp dẫn rồi đây. Họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Đây là một trận đấu rất là không được. Tỷ số đã cân bằng. Đó là một sự cố tuyệt vời của đội. Tôi nghĩ là trọng tài chính rất nhanh chóng đồng tình với quyết định của trợ lý trọng tài. Chính xác là như vậy. Hiển nhiên là cầu thủ đó đã bị quyết định rồi. Goretzka. Quá sớm để di chuyển ra phía sau. Quyết vị. Một cú sọc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. PP. Barani. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Nên thử sút ngay bây giờ. Anh ấy vừa ghi mình những quả tỷ số như là một pha ghi bàn vào lưới đội nhà. Anh ấy pha bóng cực hiếm và bóng vào lưới nhà. Có lẽ anh ấy chỉ muốn ngăn cản một cách nhanh chóng và tốt nhất, nhưng quả thật tình huống đó là rất cụ thể. Đó là một điều rất bực bội trong trận đấu. Bàn đã hỗ trợ đối thủ để họ ghi bàn thắng vào lưới đội nhà. Khoảng trống ở cánh đang mở ra lần nữa. Phát đi. Có thể sẽ là một pha bật tường. Vào rồi, thật tuyệt vời. Bàn thắng nhất là cho anh những sự tuyệt vời để tiếp tục ghi thêm bàn thắng này. Lại có bàn thắng 4-3 trên bảng tỷ số. Pha bóng an toàn. Chấp nhận một pha phạt góc. Thấy trận đang xoay chiều. Cơ hội tuyệt vời để phản công. Ronaldo. Chỉ còn 8 phút nữa, trận đấu sẽ kết thúc. Đó có thể là cơ hội mang đến chiến thắng của trận đấu. Nhưng người ta đã rơi vào thế bị rồi. Thật sự mà nói thì... Vâng, tôi nghĩ mình có lẽ sẽ phải xem lại pha bóng đó một lần nữa. Liệu cầu thủ này có thật sự việt vị hay không? Sút không có bàn thắng. Rất đáng tiếc, một pha phản công mỗi một. Đúng là như vậy, có thể nói may mắn chính là lý do duy nhất để bảng tỷ số vẫn chưa bị thay đổi trong tình huống vừa rồi. Toni Kroos. Raúl González. Cardona.
trọng tài báo hiệu còn 3 phút giờ. Ronaldo. Ashraf Hakimi. Raul Gonzalez. William. Sút. Wow. Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Chúc mừng tuyệt vời. Yeah, anh ta sẽ mang trái bóng về nhà với rất nhiều niềm tự hào. 8 bàn thắng trong một trận đấu 5-3.